Tiên của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA cho biết, là ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã thay đổi quan điểm của ông về vấn đề di dân, không còn đòi hỏi trục xuất tất cả 11 triệu người di dân bất hợp lệ đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Thay vào đó, thì ông tuyên bố sẽ gửi trả về quê cũ những kẻ tội phạm đã bị kết án và tiếp tục giải quyết các tranh chấp về di dân theo đường lối hiện hành. Ông Trump nói với đài truyền hình Fox rằng. Điều đầu tiên mà ông sẽ làm nếu ông đắc cử là trục xuất tất cả những phần tử xấu xa băng đảng, những kẻ sát nhân khỏi đất nước này. Vì nếu Hoa Kỳ không làm điều đó, thì những kẻ này sẽ tiếp tục giết người, hãm hại người khác. Đài VOA còn nói rằng với các trường hợp di trú khác, ông Trump nói là chiến dịch của ông đang xem xét các thủ tục hiện hành, chỉ thực hiện việc trục xuất này thông qua hệ thống luật pháp mà thôi. Trong thời gian vận động tranh cử vừa qua thì ông Trump nói với các cử tri rằng ông sẽ trục xuất tất cả di dân sinh sống bất hợp pháp ở Mỹ. Đại đa số đến từ Mexico và vùng Trung Mỹ về lại quê quán của họ và cam kết là sẽ xây một bức tường dọc theo biên giới phía nam nước Mỹ giáp với biên giới Mexico để chặn đứng làn sóng di dân tràn vào Hoa Kỳ.